Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ review và hướng dẫn cách chơi của game Fertility này ha. Thì cũng đã hứa với mọi người rất lâu rồi. Thì game này các bạn thấy là đây là một game giống như là nông trại vậy đó, và dành cho từ 2 tới 4 người chơi, độ tuổi từ 10 tuổi trở lên, và chơi trong vòng 45 phút. Thì cùng mình khám phá là trong hộp này có gì ha. Thì game này là có hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp, và nó có những cái giống như này đây. Nó sẽ có bốn đây là cái kiểu như là một cái kế hoạch trồng trọt của tụi mình, thì sẽ dành cho bốn người, thì sẽ có bốn ván thế này. Và đây sẽ là một khu vườn, thì tí nữa mình sẽ ghép lại. Thì đây là những kế hoạch trồng trọt đây. Đó, kế hoạch trồng trọt. Và đây là những cái như là những cái thừa mà mình sẽ trồng trọt. Và cái icon thế này thì mỗi người sẽ chọn cho mình một icon, và tí nữa thì mình sẽ giải thích sau. Và đây là như là những thứ mà mình sẽ trồng trọt. Ok, thì đây là setup của trò chơi nha các bạn. Thì trò chơi của mình thì mỗi người thì sẽ có bốn cái ký hiệu thế này tượng trưng cho mỗi người, và mỗi người sẽ được phát sẵn ba như là ba mảnh vườn đó để mà trồng trọt, và sẽ có một sơ đồ trồng trọt thế này đây, và mỗi người sẽ có một khác biệt chứ không có giống nhau ha các bạn ha. Và đây là những sẽ như là những sơ đồ, thì mình sẽ có những 50 cái này đây. Thì mỗi người được phát ngẫu nhiên 3 cái rồi, và khi bắt đầu chơi thì các bạn sẽ lật lên 3 cái nữa. Và cái này thì có tổng cộng là 50 cái, và đã bao gồm phát cho những người chơi rồi. Và game sẽ kết thúc khi mà các thửa ruộng này kết thúc, và lượt cuối cùng của người cuối cùng, ví dụ như là mình là người bắt đầu, thì trò chơi sẽ kết thúc khi mà các thửa ruộng kết thúc, và người chơi cuối cùng là người chơi phía bên này đây, kết thúc lượt chơi người này thì xì lá kết thúc game luôn. Và sau đó sẽ tính điểm như thế này, thì xíu nữa tụi mình sẽ giải thích. Thì bây giờ mình đã ghi tên bốn người tương đương cho A, B, C, D. Thì mình sẽ đặt vào A, B, C và D ha. Và mình sẽ giải thích về xíu một cái này. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy là cái màu nâu là tượng trưng cho con bò ha. Màu tím thì các bạn thấy quả nho là cái đồng nho. Màu xanh thì các bạn trồng cây xanh, và màu trắng thì các bạn là đẽo đá. Đó, thì bây giờ mình sẽ đặt bất kỳ vào những ký hiệu có thế này đây. Đó, để mà có thể bắt đầu trò chơi. Thì bây giờ mình sẽ đặt ở đây. Đặt ở đây. Ok, và người bắt đầu chơi là người trẻ nhất. Mình quên là mình phải lật mở ba câu này. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ là người bắt đầu chơi ha. Thì bây giờ mình thấy cái ô bắt đầu, thì luật chơi là các bạn phải nhìn cái thửa ruộng mà những thửa ruộng mà các bạn đang có. Thì mình đang có ô số nho đây, số nho và đá đây.
nên mình quyết định là mình sẽ, ví dụ như là các bạn phải phải đặt trịch cơ khớp ha, ví dụ như là đá thì các bạn sẽ đặt cái hoàng đá đây đó, thì các bạn sẽ được một đá. Và nếu nho thì các bạn, và các bạn đặt tùy ý các bạn ha, ví dụ như là các bạn có thể đặt sang bên này, các bạn có thể đặt sang bên này, và các bạn có thể đặt sang bên, nếu mà mình ví dụ như mình có ô đá bên này thì mình có thể đặt như thế này đó cũng được này, mình có thể đặt bên này cũng được này, và mình có thể đặt bên này cũng được này, miễn sao là cô đá của mình là khớp với nhau đó. Thì bây giờ mình quyết định là, nhưng mình có thứ khác nên là bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ lựa chọn đặt cái ô màu xanh này. Thì tại vì các bạn thấy không, mình đặt cái thế này thì mình sẽ được một một cây trồng đúng không, và ô bên dưới này mình có thêm một một cây trồng nữa, thì ví dụ như mình đặt cái này thì mình sẽ có được hai cây trồng đó, nên là bây giờ mình sẽ đặt ở đây và mình sẽ có được hai cây trồng ở đây. Thì khi mà bạn có hai cây trồng á thì bạn sẽ xem là bạn có thể đặt những cây trồng ở đó ở ở chỗ vị trí nào được. Ví dụ như là ở đây thì mình thấy là mình đang có đây, thì mình có thể đặt một cây trồng ở đây, thì mình sẽ được chọn là mình sẽ có thể lấy một đá này, mình có thể lấy một trâu, và mình có thể lấy một nho này, hoặc là các bạn có thể đặt cái bên này để các bạn được hai điểm. Khi mà kết thúc trò chơi các bạn sẽ tính điểm, thì khi bạn đặt ở đây thì bạn sẽ được hai điểm. Và bạn có thể dùng cái cây mà bạn đang có để bạn mua những cái chương trình thửa ruộng để các bạn trồng. Thì mình ví dụ như là đây là các bạn cần một cây trồng để mình mua, và đây là mình cần hai cây trồng, thì mình thấy cái này là sẽ được điểm rất là cao, điểm rất là cao, nên là mình sẽ dùng hai cây trồng của mình sẽ mua này và mình đặt vào bên này đó. Ok, thì đây là sẽ kết thúc cái rô của mình. Ok, thì khi mà mình đã đặt ở này rồi thì mình phải 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 chọn một trong 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 ba cái thửa ruộng có sẵn. Thì bây giờ mình không có cái trồng màu xanh tiếp nên là mình sẽ lấy cái trồng, và cái cây này sẽ được đặt ở đây. Và khi mà bạn lấy bất kỳ một cái chương trình ở đây thì bạn sẽ đặt thêm vào cho đủ ba. Ở bên này là lúc nào cũng sẽ có ba ba chương trình thế này và ba thửa ruộng thế này. Ok, thì bây giờ mình đã kết Ok, thì thúc bây được. giờ sẽ là lượt chơi của bạn, chơi thứ hai là bạn hay là bạn hay là bạn chơi B của mình ha. Thì có một vấn đề mà mình chưa giải thích lúc hướng dẫn cách chơi là cái ô này là ô gặt lúa. Thì các bạn thấy là trên cái thửa đất của tụi mình là sẽ có những cô này là sẽ gặt lúa này. Và nếu ví dụ như là nếu các bạn đặt khi mà các bạn chơi thì các bạn đặt thế này thì các bạn sẽ được hai ô gặt lúa, có nghĩa là các bạn sẽ được lên hai ô, một hai. Nếu các bạn chỉ được một ô thì các bạn sẽ chỉ bước được một ô thôi đó. Thì đây là luật chơi của cái thửa lúa. Thì bây giờ là lượt chơi bạn chơi của mình có những cái thửa ruộng thế này, và bây giờ bạn chơi của mình sẽ có thể thế này để các bạn bạn ấy có thể có hai hai cây cây trồng đó, tại vì ở dưới này sẽ có một cây nữa, và khi mà bạn đặt thế này thì bạn sẽ có một cây. Và bạn có lựa chọn thứ hai là bạn có thể đặt cái nho bên này thì
cái bạn giáp cái này là sẽ bạn sẽ được bạn của mình sẽ được một nho, và khi giáp cái này thì các bạn của mình sẽ được một cây rồng. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy chọn cái là đặt cái này để có được hai loại cây trồng khác nhau là cây trồng và nho. Thì khi mà bạn của mình đặt cái bên này thì các bạn ấy sẽ được lấy hai cái là một cái cây trồng và một cái nho ha. Thì bạn của mình sẽ nhìn phía bên này để mà xem thử là bạn có thể mua được cái gì không. Thì mình thấy là bạn ấy có thể mua cái này, tại vì bạn ấy vừa được hai điểm mà bạn ấy có thể được một ký hiệu khác nhau nữa. Thì mình sẽ dùng một cây nho để mình mua cái này, tại vì cái này chỉ có tốn một cây trồng thôi. Thì mình sẽ dùng cây nho để mà mình mua cho bạn ấy cái này. Ok, và bạn ấy sẽ được đặt cái chương trình trồng trọt của bạn ấy ở đây. Và bạn ấy có một cây xanh, bạn ấy bắt buộc phải sử dụng. Nếu bạn ấy không sử dụng thì sẽ được trả lại. Vì thế là mình thấy là bạn ấy có thể đặt một cây xanh ở phía bên này để bạn ấy được 5 điểm nè. Đó. Và bạn ấy phải lấy bất kỳ một cái chương trình ở phía bên này. Thì bây giờ mình thấy bạn ấy là không có trâu, nên là mình sẽ giúp bạn ấy lấy trâu và đặt một chương trình mới ở đây cho bạn kế tiếp. Đó, thì đây là thì đây là lượt chơi tiếp theo của bạn chơi C của mình đây. Thì các bạn nhìn thấy là đây là cái ô thừa đất mà tụi mình đang chơi đây. Và bạn ấy có một đá, một cây trồng. Thì bây giờ bạn ấy sẽ có những lựa chọn như sau. Là nếu bạn ấy muốn tiếp tục cái hàng này, cái hàng trồng nho này, thì bạn ấy có thể đặt hàng trồng nho ở đây và bạn ấy chỉ có được một cây nho thôi. Lựa chọn thứ hai là bạn ấy sẽ có thể đặt hàng cây xanh ở đây. Đó, thì bạn ấy là có một cây xanh ở đây và một cây xanh ẩn ở dưới này nữa. Và lựa chọn thứ ba là bạn ấy có thể đặt đá ở đây để bạn ấy có thể có một có thể gặt được một thửa lúa, để các bạn ấy có thể đặt cái thửa lúa của mình ở đây, để sau này bạn ấy sẽ được tính điểm. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy đặt cái đá ở đây. Là mình sẽ có một đá và bạn ấy có thể từ vạch số 0 lên đây là bạn có thể gạt được một thửa lúa. Và cứ tiếp tục sau đó là như vậy. Nếu bạn ấy có thể gần cái thửa lúa này hoặc là những cái thửa lúa lân cận thì các bạn có thể lên tiếp tục. Ví dụ như là các bạn ấy đặt ở đây hai cái thì các bạn ấy sẽ lên được hai điểm, các bạn sẽ được bảy điểm ở cái thửa lúa này. Đó, thì bây giờ bạn ấy sẽ được một thôi và bạn ấy sẽ được một đá ha. Và khi mình lại quên đặt cái này lên rồi, tại vì cái này lúc nào cũng phải có ba chương trình ha bà ha. Thì bạn ấy chỉ có một đá, nó là bạn ấy chỉ được mua cái này hoặc không mua. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy mua cái này đi. Đặt qua đây. Và mình sẽ lấy cái khác. Và bạn ấy sẽ tiếp tục lấy sẽ chọn một thừa lúa. Thì hiện tại bạn ấy không có đá nên là mình sẽ lấy đá cho bạn ấy ha. Để ở đây. Và bạn ấy sẽ kết thúc. Ok, thì đây là lượt chơi của bạn D. Thì đây là cái thừa lúa mà thừa ruộng mà tụi mình đang chơi đây. Và đây là
một số thửa lúa của bạn chơi đê và đây là chương trình của bạn ấy. Thì bây giờ là mình thấy là bạn ấy có thể trồng cây xanh ở đây và bạn ấy sẽ được dư một ô thế này và bạn ấy có thể đặt cái ký hiệu của bạn ấy ở đây. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy đặt trồng một cái cây xanh ở đây. Thì mình sẽ lựa chọn là mình sẽ chọn cây xanh với con trâu đi và mình sẽ trồng ở đây. Là bạn ấy sẽ được hai cây xanh tại vì bạn ấy sẽ có một cái xanh ở bên này và một cái xanh ẩn ở dưới bên này nữa đó. Và bạn ấy sẽ dư một ô đây và cô này không thể trồng trọt được tại vì bên này là có sông rồi này, thì không thể đặt thế này được, hoặc là không thể đặt thế này được. Và cái ô này là sẽ là cái ô trống, thì khi mà ô trống thì bạn có thể đặt thì ký hiệu của bạn ở đây để sau để khi kết thúc trò chơi các bạn sẽ tính điểm. Còn nếu mà các bạn đã đặt hết 4 ký hiệu của các bạn ở đây và các bạn vẫn được ô trống thế này thì các bạn sẽ được chọn bất kỳ một cái vật tư nào. Ví dụ như là bạn khi mà bạn trống ô này và bạn không muốn đặt cái ký hiệu thì bạn sẽ được chọn là bạn sẽ có sẽ được chọn bốn bất kỳ, là bạn sẽ được chọn đá, cây, nho hoặc là trâu để bạn có thể lấy. Thì bây giờ mình sẽ đặt ở đây đó, và bạn lượt chơi của mình bạn sẽ có là hai cây trồng. Thì các bạn thấy là bây giờ là bạn ấy có thể lấy hai cây trồng thì bạn có thể mua cái này, là mình sẽ giúp bạn ấy mua cái chương trình này ha. Hai cây trồng ở đây và mua thế này. Ok, và bạn ấy sẽ phải lấy bất kỳ một cái chương trình nào có sẵn ở đây. Thì bây giờ mình thấy bạn ấy là không có trâu nên là mình sẽ giúp bạn ấy lấy thêm trâu và đặt bất kỳ một chương trình mới ở đây. Và bên này cũng vậy, cũng đặt bất kỳ một chương trình mới ở đây để tiếp tục cho bạn chơi. À thì bây giờ là tới lượt chơi của mình đây. Thì các bạn thấy là cái trang chương trình mới là không, là các bạn có thể lấy cái này miễn phí, không cần phải mua bằng vật tư ha. Thì bây giờ tới lượt chơi của mình. Thì mình hiện tại mình đang có cái là những thửa ruộng của mình đây. Thì mình đang muốn đặt cái ký hiệu của mình vào bất kỳ một chỗ nào. Thì bây giờ mình thấy là ở đây là có con trâu đây, và nếu mình đặt ngang thế này thì mình sẽ được dư một ô thế này, mình có thể đặt cái ký hiệu của mình được rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy con trâu của mình đây, mình đặt qua đây. Thì mình khi mình đặt thế này thì mình chỉ được một trâu thôi, vì cái này không có giáp gì hết, là mình chỉ được một trâu và mình có thể đặt cái ký hiệu của mình là cái ngọn tháp đây vào đây đó. Thì bây giờ mình được một trâu và mình thấy là cái này là mình có trâu và mình không cần phải mua, nên là mình sẽ lấy cái này mình đặt ở đây và mình sẽ đặt một trâu ở đây, có nghĩa là mình sẽ được thu hoạch một thửa lúa. Bạn thấy không, đây thu hoạch một thửa lúa. Thì bây giờ mình sẽ được thu hoạch một thửa lúa, mình sẽ đặt cái thửa lúa mình lên đây đó. Ok, và mình sẽ lấy bất kỳ một chương trình nào ở đây. Thì mình thấy là bây giờ mình không có cái xanh thì mình sẽ lấy cái xanh ha, và đặt bất kỳ. Ok, và bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn chơi B ha. Thì bạn B của mình hiện tại thì bạn ấy đây, bây giờ mình thấy là bạn ấy có thể đặt cái thửa ruộng của bạn ấy ở đây.
sẽ là một lựa chọn rất là thông minh. Tại vì là đây, các bạn thấy là khi bạn đặt ở đây thì bạn ấy có thể có một cây xanh này, bạn ấy có một con trâu ẩn này, và bạn ấy có thể gặt được một thừa lúa. Đó, nên là giờ mình sẽ giúp bạn ấy đặt ở đây. Thì bạn ấy sẽ có là một cây xanh và một con trâu. Đây. Và bạn ấy sẽ được gặt một thừa lúa, là thừa lúa của bạn sẽ lên. Sẽ lên ô đầu tiên. Không gặt được gặt một thừa lúa. Úp. Và bây giờ mình bạn ấy mình lại quên mất là phải đặt cái này. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy mua một chương trình ha. Thì bây giờ mình thấy là đây, mình sẽ giúp bạn ấy thu thập đủ 6 ký hiệu khác nhau. Cái này là mình sẽ giúp bạn ấy mua cái này đi. Ok, là mình sẽ lấy con trâu để mình mua. Tại vì mình thấy là màu xanh nên mình có thể đặt ở đây. Là mình sẽ mua ở đây. Mua chương trình này. Mình đặt cái này. Và các bạn thấy là bạn chơi B của mình được mua 5 chương trình nữa. Khi bạn đầy cái này rồi, bạn không thể mua bất kỳ một chương trình nữa. Bạn chỉ có thể collect cái này để mà đặt lên cái này thôi. Tại vì bây giờ khi mà mình chưa đặt đủ 2 cái này thì mình vẫn chưa được 7 điểm đây. Là sau này khi các bạn ấy đã collect đủ hết cái này, hoặc bạn ấy không còn collect, bạn ấy có thể collect cái này thôi để mà được có điểm. Tại vì khi bạn ấy mua chương trình mà bạn ấy không collect đủ cái hiệu thế này thì bạn ấy cũng không được điểm. Đó, nên là bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy đặt cái cây xanh ở đây. Và mình sẽ cố gắng đặt thêm một cái này nữa có được 7 điểm. Thì bây giờ bạn của mình thì vẫn sẽ lấy thêm một chương trình nữa thôi. Thì hiện tại bạn ấy không có màu xanh nên là mình sẽ giúp bạn ấy lấy màu xanh. Và đặt một chương trình bất kỳ ở đây. Và đặt một cái chương trình bất kỳ ở đây nữa. Thì cái này là random nha các bạn. Mình không biết có chương trình gì ở đây. Và cái này cũng vậy. Ok, thì bây giờ kết thúc lượt chơi của bạn. Ok, thì đây là lượt chơi của bạn C ha. Thì mình sẽ chơi lượt chơi của bạn C này nữa. Sau đó mình sẽ tự chơi một mình. Và mình sau đó mình sẽ khi mà tới gần kết thúc trò chơi, có nghĩa là lượt chơi của bạn D, thì mình sẽ quay và mình sẽ tính điểm trò chơi luôn ha các bạn ha. Thì bây giờ lượt chơi của bạn C, thì bạn C của mình có những thửa ruộng thế này. Và đây là chương trình của tụi mình đang chơi đây. Thì bây giờ mình thấy là bạn C, bạn sẽ mình nghĩ là bạn sẽ đặt cái thửa ruộng màu xanh ở đây để các bạn có thể gặt một thửa ruộng, và các bạn ấy có thể đặt một cái ký hiệu của bạn ở đây. Thì bây giờ mình sẽ chọn giúp bạn ấy là thửa ruộng màu xanh. Đây, mình sẽ giúp bạn ấy thửa ruộng màu xanh và đặt ở đây. Thì bây giờ bạn của mình sẽ có một thửa ruộng màu xanh đây và gặt một thửa lúa và đặt một ký hiệu đây. Hiệu của bạn ấy là đây, và bạn ấy sẽ được gặt một thừa lúa. Là trước đó là bạn ấy đã gặt một thừa lúa rồi, bây giờ bạn ấy có thể gặt thêm một thừa lúa nữa là bạn ấy sẽ được 4 điểm này, và bạn ấy sẽ được một cột màu xanh, một cây màu xanh ha. Thì mình thấy là mình thấy là mình có thể giúp bạn ấy mua cái này để có thể collect được nhiều điểm hơn. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cây màu xanh của bạn ấy để mà mua cái này. Và bạn của mình cũng giống bạn B, là bạn chỉ mua được 5 cái thôi, và sau đó các bạn có thể collect lại. Ok, và bây giờ mình sẽ tự chơi cho đến gần cuối bạn gần cuối cùng thì mình sẽ quay video để mà hướng dẫn các bạn. Ok các bạn, sao vậy là để kết thúc trò chơi cho tụi mình chơi đây. Thì thì đây là cái lượt cuối cùng của bạn bạn chơi D rồi, tại vì bên này mình đã kết thúc rồi này.
Và bây giờ mình sẽ chơi nốt cái lượt chơi của bạn đây, sau đó mình sẽ tính điểm cho mỗi người ha. Đó. Ok. Thì bây giờ mình thấy đây là thửa đất, cái thửa ruộng của mình đây. Và các bạn thấy là bạn D đã fit đầy đủ hết các ký hiệu của bạn ấy ở đây rồi. Thì bây giờ bạn ấy có đầy đủ hết ha. Thì bây giờ bạn ấy đang lượt chơi cuối cùng rồi, nên là bạn ấy sẽ muốn fit những cái cột cuối cùng, như là bây giờ bạn ấy cần green hạt và cái này để mà được thêm một ký hiệu này để mà có thể tính điểm ha. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy là, nhưng mà không có rồi, giờ mình chỉ giúp bạn ấy có thêm green ha, green xem. Ok, thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy có thêm cái green bằng cách mình sẽ lấy cái này mình đặt ở đây để bạn ấy có thêm một green, một cái trồng nữa. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy đặt ở đây cho bạn ấy được 5 điểm. Tại vì bây giờ nếu bạn ấy đặt ở đây mà bạn ấy không có cây nho thì bạn ấy cũng không được 9 điểm. Và bạn ấy đặt ở đây mà bạn ấy không có cây nho thì bạn ấy cũng không được ký hiệu này. Nên là bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy đặt ở đây để được 5 điểm. Thì bây giờ mình sẽ tính điểm của các thành viên ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tính điểm với các thành viên ha. Thì cột đầu tiên này, cột đầu tiên là số điểm. Thì các bạn thấy đây là cột của bạn A này. Thì bạn ấy thu thập được 7 điểm ở đây và 1 điểm ở đây, nên bạn ấy sẽ được 8 điểm với phần này. Tại vì là các bạn thấy là bạn ấy có cái kế hoạch của khu vườn này, nhưng mà bạn ấy không thu thập đủ 3 con trâu nên là không thể có 3 điểm ở đây, nên là bạn ấy chỉ được 7 điểm. Đây là những cái mà bạn ấy đã collect được đây. Và đây là số điểm mà nhân lên cho là cái đây các bạn. Đó. Đây này. Thì bây giờ các bạn sẽ tính tổng cộng là bạn ấy có bao nhiêu cái nho để mà nhân lên cho một. Thì bây giờ bạn ấy có 1 này, 2 này. Đó, thì bạn ấy chỉ được 2 điểm ở phần này thôi. Ok, cái này là phần ký hiệu đặc biệt. Là các bạn thấy là đây là ký hiệu đặc biệt đây. Thì bây giờ các bạn kiểm tra thử là bạn A này thu thập được bao nhiêu ký hiệu đặc biệt. Thì ok, thì nhìn là các bạn thu thập được một ký hiệu đặc biệt này. Ôi, hai cái này là giống nhau rồi, nên là vẫn tính là một thôi. Sơ suất quá. Và cái này, nhưng mà bạn ấy không thu thập được cái nho, nên là bạn ấy chỉ ở cái bảng của bạn ấy chỉ thu được một điểm đặc biệt thôi. Thì một điểm đặc biệt thì bạn ấy có được 0 điểm. Ok, và cái này là cái ký hiệu ở đây này mà bạn ấy thu thập được. Thì bây giờ ok, thì chiếu theo cái này thì người đứng đầu sẽ được 15 điểm và người đứng thứ hai sẽ được 7 điểm. Thì bạn ấy là người đứng thứ hai, tại vì người đứng đầu là bạn B rồi. Bạn C rồi. Không, bạn D rồi. Tại vì bạn D là không còn ký hiệu nào. Và bạn A thì vẫn còn một ký hiệu, nên là bạn ấy đứng thứ hai. Nên là bạn ấy sẽ được 7 điểm phần này thôi. Và phần nhà hàng cuối cùng là phần thừa lúa. Ô, thì bạn A thu thập được khá là nhiều thừa lúa đấy. Bạn ấy thu thập được 6 thừa lúa là được 18 điểm ở phần này. Ok, phần này là bạn 18 điểm. Ok, thì giờ bây giờ mình sẽ tính điểm của bạn B ha. Ok, bạn B.
thì bạn ấy số điểm thu thập được của bạn ấy là tính nào, bạn ấy chỉ được 5 điểm phần này thôi, bạn ấy chỉ được 5 điểm ở phần này thôi, tại vì bạn ấy có rất là nhiều điểm ở đây, nhưng mà vẫn ok. Thì bây giờ mình sẽ tính số điểm của bạn B ha. Thì bạn B bây giờ là mình sẽ kiểm tra câu học đầu tiên là bạn ấy được thu thập được bao nhiêu điểm ha. Thì các bạn thấy là bạn ấy chỉ thu thập được 5 điểm ở này thôi. Vậy cái này thì bạn ấy thiếu cây nho này. Và 2 điểm ở này nữa. 5 vậy, ok. Và ở bên này thì bạn ấy thiếu cây trồng rồi. Cái này thì bạn ấy thiếu hai cái này. Nên là bây giờ bạn ấy chỉ có 7 điểm thôi. Và cái này thì bạn ấy cũng không thu thập được, nên là phần này bạn ấy không có điểm. Và cái phần mà ký hiệu đặc biệt thì xem thì bạn ấy thu thập được bao nhiêu ký hiệu đặc biệt ha. Thì cái này thì bạn ấy thiếu cái này rồi. Cái này thì bạn ấy thiếu cái này. Bạn ấy chỉ thu thập được một ký hiệu này thôi. Và một ký hiệu này nữa là hai ký hiệu. Bạn B thu thập được hai ký hiệu thì các bạn chiếu theo là hai ký hiệu thì bạn ấy sẽ được 4 điểm. Và xem là bạn ấy còn hai ký hiệu nên là bạn ấy đứng thứ hai thôi. Thì đứng thứ hai là bạn ấy được 7 điểm này. Chúng bạn A. Và xem những thửa lúa mà bạn ấy đã thu hoạch được thì bạn ấy thu hoạch được 4 thửa lúa là 10 điểm. Ok, thì đây là điểm của bạn C ha. Thì bây giờ mình sẽ tính là bạn C thu thập được bao nhiêu điểm nè. Thì đây các bạn thấy là bạn ấy thu thập được 1 điểm ở đây, 2 điểm ở đây là 3 điểm, 4 điểm ở đây là 7 điểm nè, 1 điểm ở đây là 8 điểm và 3 điểm ở đây nữa là 11 điểm. Thì bạn C của mình thu thập được 11 điểm. Ok. Về phần nhân thì bạn ấy có cái này nên là mình sẽ tính tổng hết các đá để mình nhân lên cho một ha. Thì bạn ấy có 1 2 hai đá thì cái phần này bạn ấy sẽ được 2 điểm. Ok, phần này là phần ký hiệu đặc biệt. Thì bây giờ mình sẽ xem thử bạn ấy thu thập được bao nhiêu ký hiệu đặc biệt ha. Thì đây là một ký hiệu đặc biệt nè, hai ký hiệu nè, ba ký hiệu nè. Thôi cái này là giống nhau rồi này, hoặc không tính, bạn ấy chỉ được ba ký hiệu thôi. Thì ba ký hiệu là bạn sẽ được 10 điểm. Ok, thì bây giờ mình sẽ tính tới cái ô là ký hiệu này ha. Thì bạn ấy vẫn còn một cái thì bạn ấy vẫn đứng thứ hai thôi, bạn ấy sẽ được 7 điểm ô này. Và thừa lúa thì bạn ấy thu thập được 7 thừa lúa, bạn sẽ được 23 điểm. Thì đây là bảng của bạn C, của bạn D này. Bây giờ mình sẽ tính xem là bạn ấy được bao nhiêu điểm ha. Thì các bạn thấy là bạn ấy được 3 điểm bên này, 7 điểm bên này là 10 điểm, 5 điểm bên này là được 15 điểm, 7 điểm bên này là được 21 điểm và 15, không, được 22 điểm và 4 điểm bên này nữa là bạn ấy được 26 điểm ha. 26 điểm điền bên này. 26. Ok, và mình sẽ tính là bạn ấy không có cái hàng số nhân này, là hàng này bạn ấy được 0 điểm. Ok, cái gì đặc biệt thì bây giờ mình thấy là 1 2 này, 3 này. 3 cái gì đặc biệt. Thì ba cái hiệu đặc biệt thì bạn ấy sẽ được 10 điểm phần bên này.
Ok. Và bạn ấy kết thúc hết các tất cả, đó là bạn ấy đứng nhất, bạn ấy được 55 điểm phần này. Và bạn ấy thu thập được 4 thừa lúa là sẽ được 10 điểm. Ok, thì đây là điểm số của bốn bạn. Thì các bạn thấy là bạn D 61 điểm là bạn ấy đã chiến thắng cái phần chơi này rồi. Thì đây là hướng dẫn cũng như là cách chơi của cái game này. Thì các bạn chơi của mình thì hay nói là cái game này hơi nhàm chán một xíu, nhưng mà theo mình thì nó cũng rất là hay nếu các bạn biết tính toán. Ví dụ như là ở bạn chơi D này, bạn ấy không có collect đủ hết, bạn ấy còn dư hai hàng này, trong khi các bạn khác thì đã collect gần như là full chương trình rồi. Thì khi mà bạn ấy không collect đủ thế này thì bạn ấy sẽ có cơ hội để mà collect nhiều cái ký hiệu để mà thu hoạch được nhiều điểm hơn. Thì mỗi người sẽ có một cách chơi khác nhau. Thì theo các bạn nghĩ gì về game này, các bạn có thể comment cho mình biết về cái game này được không, và các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình và comment ý kiến của các bạn về game để giúp mình có thêm động lực để làm nhiều game mới để mà giới thiệu cho các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.